cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho bạn một làn da trắng mịn màng. Thành phần chứa nhiều vitamin tốt cho da và nguồn khoáng chất phong phú đặc biệt là bộ 3 vitamin A, E, K chống oxy hóa hiệu quả. Đối tượng sử dụng, sử dụng cho cả nam và nữ, trên 16 tuổi và không dị ứng đối với thành phần nào của thuốc. Viên uống sáng da DHC 30 ngày mang lại vẻ tươi sáng cho làn da của bạn. Viên uống sáng da DHC có tác dụng cung cấp các dưỡng chất, vitamin giúp da trắng hồng, khỏe mạnh từ bên trong với các thành phần thiên nhiên, an toàn, dưỡng trắng hoàn hảo và làn da tự tin cho mọi người. Công dụng của viên uống sáng da DHC 30 ngày là gì? Dưỡng trắng, bổ sung độ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng da thô ráp, nứt nẻ, bổ sung các dưỡng chất cho da như vitamin E, B1, B12, axit stearic, giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa. Thành phần của sản phẩm, chiết xuất hạt cối, nuôi dưỡng trắng da mịn màng và cấp ẩm cho da, vitamin E, dưỡng trắng dưỡng ẩm và phục hồi thâm sẹo, chiết xuất lúa mạch, chứa nhiều vitamin dưỡng da và kích thích tế bào da mới được tái tạo, sáp ong, làm trắng và cấp ẩm cho da, hạn chế các vấn đề lây nhiễm, bột ngọc chai, rồi rào nguồn vitamin và khoáng chất giúp da trắng hồng, khỏe mạnh, đối tượng sử dụng sản phẩm, sử dụng cho cả nam và nữ, trên 16 tuổi và không dị ứng đối với thành phần nào của thuốc.